Đâu kìa đâu? Ủa sao đứng trên này hay vậy? Đâu? What you doing? Ok, rồi. Ok, và hello, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Mr. Vì Đẹp Dai đây mọi người. Và hôm nay thì chúng mình sẽ có mặt bao gồm đầy đủ các thành viên của Hero Team. À, không đầy đủ lắm, thực ra có 4 người các bạn trong tứ trụ các bạn. Và chúng mình sẽ làm một cái thử thách, đó là đột nhập khu vui chơi của Mini World Royal để chúng ta cùng khám phá xem trong khu vui chơi này có gì nhá. Ok. Rồi. Đi công viên đi mọi người. Anh nghe nào. Em nhảy em sắp dưới cành cây rồi anh ơi. Cái gì vậy? Lên xuống đi ba. Ờ giống tôi ba. Nhưng mà sao? Ồ, mình đang thấy cái thư viện này. Ồ, đậu xanh mình đang sao mình ở thư viện trời. What the heck? Ủa, em đâu ấy? Em ở khu vui chơi nè. Em xuống. Em tới hết rồi nè, có mỗi mình dịch thôi đó. Ê chết rồi, anh bay lộn qua thư viện rồi anh ơi. Trời ơi. Không sao sao sao, để anh lút đồ chạy cho mọi người. Trời anh lút đồ chạy đến cho mọi người nha. Ok, không sao, không vấn đề gì cả. Lâm mai, game này mình chơi từ bé rồi, lo gì đâu, game này dễ. Rồi ok, thấy mọi người nè. Hello. Hello. Somebody hear me. Thôi cái ông nào vậy mọi người, mình đâu quen đâu, thôi mình đi đi, ông này nghèo quá, đừng chơi vậy. Mấy ông này nghèo quá, ông này nghe mình nghe cái mùi nghèo nghèo, mọi người đừng chơi ổng, ổng lợi dụng mình đó. Mất dài, mình tin tao cầm gaka tao thấy mà ông này đừng vô quá. Ok anh em, từ từ bò đâu rồi. Ủa mà có công viên không? Ok anh em ơi, hôm nay mình dẫn mọi người đến công viên là để chơi một cái trò rất thú vị. Hôm qua như thế trên cộng đồng Mini World các bạn ấy có cái trò đi đi lướt 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 ở trên đu quay anh em ơi. Vào chơi thử đi. Gì đây? Xem ơi, nhìn tôi nè. Gì mà? À, cái chỗ này nè, nhìn nè. Ủa, cái này yeah. có chạy được nhiều người không? Nhìn em này, nhìn em này, nhìn em này. Ai đuổi em phía này? Ủa, bắt đầu đâu em? Bắt đầu đâu em? Đã rồi. Ủa em vô đường nào để đến cái chỗ đu quay à? Anh chỉ cần nhảy lên trên cái đường ray cái là nó sẽ cho anh chạy liền. Đã à, ok. Bên nhảy lên đường ray đúng không? Đúng rồi, anh chỉ cần nhảy lên là sẽ cho anh bay liền. Từ từ anh chỉ nhớ. Hey. Oh my god, chị bay lên chơi thử đi thôi. Oh my god. Anh dịch ơi, hình như là em đang bay, cái em thấy cái đít em nó lạnh lạnh hóa, có thằng nào bắn vô đít em anh ạ. Cạnh, đậu xanh. Ôi, dần quốc, kinh hay chơi chơi em ơi, ôi. Ok. Anh đi em, ủa đi em bao giờ mới kết thúc vậy? Nhưng mà hơi nhức đầu anh ơi, hơi nhức đầu quá. Ủa đi em bao giờ mới kết thúc vậy? Alo, ai cứu tôi xuống cái alo. Anh bấm cái nút nhảy này. Anh bấm cái nút nhảy, anh nhảy ra ngoài này ra, nhanh lên. Ok, anh nhảy xuống rồi, đậu xanh. Thề luôn đi, muốn chóng mặt chết luôn anh em. Trong công viên này còn chơi. Mọi người qua cái đu quay nè, cái này nó quay tròn nè, mọi người nhảy lên. Alo. Coi nè, nhảy lên nè. Hey, đó là em trên đây nè kìa. À ok. Hey. Nhảy lên. Hey. Trời ơi, anh lên rồi nè. Đưa mình lên cao luôn anh. Trời ơi. Cao trời, phong cận đâu rồi? Ủa phong cận trên đâu rồi hả? Ờ em trên đầu anh nè, nhưng mà bây giờ mình đừng có leo vậy, em leo tới đây xem, em nhảy xuống đây, em đứng trên đây để em ngắm em bắn. À ok, đừng nhảy nữa đây không? Ok, em nhảy được rồi nè. Wow, mình phong cận đang đứng trên đỉnh núi quay, Sim ơi. Ủa? Can you see me? Anh đứng trên đỉnh núi quay nè. Anh nhìn Simmy kìa anh, Simmy đang lộn cù mèo. Sim gì vậy Sim? Ủa Sim gì vậy? Lộn. Sim, alo, Sim ơi. Em không biết quay cái tròn đi. Rồi nhìn Sim rồi. Chúng ta làm gì vậy? Em lộn cù mèo. Mình phải Sim ở đó đi anh, cãi đi. Mọi người đi trước đi. Ok, nhảy xuống nào, ok. Ê, nhưng mà cái game này anh vẫn thấy nó phi vật lý ở chỗ là mình nhảy xuống mà không mất máu ta. Ừ, em nghĩ là nên update lại cái là nhảy xuống dưới mất máu thì sẽ hợp lý hơn. Đúng rồi, tức là nó theo kiểu đúng trình tự, theo kiểu đúng một con game nó chân thật hơn các bạn. Nên thực ra nhảy không mất máu càng mừng. Ok. Ờ, càng mừng cũng sao. Ôi, cái đứa nó bắn Sim kìa, Ủa đâu rồi? Thằng nó ở bên dưới đứa nó nhắm lên Sim kìa, trời ơi, nó cầm cái shotgun nó bắn kìa. Mày bắn Sim, ok chết rồi. Ôi chết. Ok, xin lỗi comeback. Ok anh em, bây giờ Hero Team sẽ đã đâu là tham quan công viên cho bạn chơi rồi. Thì thấy không, các bạn thấy không? Ở trong Mini World Royal nha là sẽ có rất là nhiều tính năng rất là hay mà các bạn có thể tương tác với bản đồ, kẻ đu cây các thứ nữa. Nên là các bạn cố gắng là trải nghiệm hết nha. Rồi, bây giờ thì chúng mình đang ở khá là giữa tâm bo, đi săn người đi. Rồi, anh đeo ba lô cơ thể. Kêu có thằng đậu xanh, mày ngắm đồ.
anh bắn đó. Anh bắn headshot Lisa. Oh no. Vậy là Blackpink em sẽ thiếu đi một thành viên. Oh my god. Lisa cho anh dịch dám bắn Lisa thì Blackpink sẽ thiếu mất một thành viên. Mình cũng đã thích Blackpink nha các bạn. Tha lỗi cho mình đã bắn headshot Lisa. Anh dịch thay thế Lisa đi anh dịch. Vậy đây qua đây coi em nè. Bây giờ em sẽ biểu diễn một màn trình diễn gọi là siêu đặc biệt cho anh coi nè. Gì à? Có một thằng đuổi thằng mày. Chạy. Ok. Rồi, nó là địch là mẹ chứ em cứ tưởng nó là bạn mình cứ đi theo nó. What the hell? Này dịch coi nè, coi em nào, qua đây. Đây em hit shot nó. Ok rồi. Qua đây. Khi mà chúng ta chơi trong game này á, chúng ta phải có kỹ năng, anh hiểu không? Có nghĩa là chúng ta sẽ phải gọi là học kỹ năng lương lẹo giống Monroe, chính là kỹ năng bắt cua. Anh coi em này, bắt cua bám tường cho anh coi nè. Đâu rồi? Đấy, em leo dần lên cây nè. Đấy, em leo lên cây luôn à. Ok, em nhìn một lần cái anh biết cái cây nào rồi nè. Nè, thấy không? Em leo lên cây luôn à. Bây giờ em đứng trên tán cây em bắn thôi, không cần xuống dưới luôn. À. Ôi, sao em bắn? Ui, bám tường ở trong Minu World Royale là có thật đâu á. Ui, tôi leo như khỉ vậy cao ơi. Còn chín người thôi á. Chín mới trên ngọn cây nè. Đó, giờ em đứng trên ngọn cây em ngắm em bắn thôi, không cần xuống dưới nữa. Quá đơn giản, còn cao nữa, anh thấy ghê không? Ghê. Ủa cái này sao không leo lên trên đây? Ủa sao còn 7 người vậy mọi người? Dịch nước rồi. Em nè, em đứng chưa tốt trên ngọn cây luôn rồi nè. Trời ơi trời. Sao leo lại vậy? Dịch này kém. Dịch nhảy quạt không lên được. Vậy mà kêu rằng là biết cách làm. Trời ơi, nhìn một lần biết luôn rồi. Người ta mới làm lần đầu. Mình tính men, tôi đang cố gắng leo cây nè. Hui, thôi không leo nữa, mệt quá. Ây dô là người ta. Ô, đây có kem nè, ôi ăn kem phát. Nhớ nha, các bạn nhớ là ăn kem để hồi phục thể lực nhanh em. Thì mới chạy được, với cả nó sẽ hồi phun cho chúng ta 200 máu. Từ từ, vẫn còn 7 người nữa, đâu hết rồi. Nãy giờ mình bắn có mấy thì mấy người rồi trời. Đã 9 người. 7 người, trừ 3 đứa mình ra thì chúng ta sẽ còn 4 người kẻ địch. Là 4 kẻ địch à? Là một team à? Team á. À, chắc team này là 3 con bot. Thánh hả? Thánh trước mặt mình kìa. Oh my god. Lùm thí. Mọi người, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đua xem ai lụm được cái thính đó trước nha. Em trước, em sẽ là người lấy đầu tiên. Tất nhiên là không rồi, Sim chọn lựu đạn trước mặt Sim nè. Để Sim nhào vô, Sim lụm cái Sim sẽ chết. Cái thính nó xa quá. Không, ôi, có được. Ủa, cái gì vậy? Gì vậy? Phong không? Sim chọn lựu đạn Phong. Sim mới chết nha. Ok, có một cái thính nha. Ok, đang chỗ đấy là khu sa mạc và chỗ đấy là Sim tự tháp anh em ạ. Em đi nhanh hơn Sim rồi. Bây giờ chỉ còn 2 đứa, trừ 4 người đội mình ra, đội mình vẫn còn sống nguyên này. Mấy cao thủ trong game này đâu hết rồi, gặp toàn nước không à. Anh còn cái hàng à. Ê, đồ anh, đồ em bắt cua được lên cái khinh khí cầu ấy. Hả, khinh khí cầu ở khinh khí cầu ở cung công viên nhỉ, thấy không? Gần 3 cái khinh khí cầu là em nhảy không được. Ê mọi người, ngoài bom. Ừ, mình đang trong bom mà. Không, cái thánh ngoài bom hay trong nhỉ? Còn 2 người nữa, hay ô, còn 1 người nữa à. Một người cuối cùng mình nghĩ chắc là con bot rồi. Cái súng này. Đây là cái súng mà mình đang tìm nè. Ồ, Barret này. Đúng rồi, súng anh cần á. Đậu xanh, nhưng mà cái khẩu này đến lúc mà mình hết game mới cho mình khẩu này thì mình bắn anh rồi. Alo. Dạ con đúng một đứa à. Em không biết đâu trời. Nhiều khi nữa kìa. Nhiều khi chết bo cái này mình win luôn anh. Có khi anh em chết bo cái mình win luôn. Bởi vì là trong này thì nếu mà không có người thì mình sẽ được con bot. Đúng rồi. Ủa, em làm gì á? Đâu dễ thương vậy? Em làm với. Làm gì vậy? Đi cây à? Hui. Đây. Họ tôi không phải là cây nha, tôi là người nha. Ê, cái này mình ấn nút ngồi xuống là mình biến thành cây nè. Tính ra chỉ có một mình em là không mang theo gọi là biến thành cái cây. Chúng mày khỏe lắm luôn á, nhưng mà không nhìn thấy người để bắn là cay vãi chuối. Gì đây? Em bắn lên trời để cho kẻ địch biết mình đang ở đây anh. Bắn lên trời trời cao con bây giờ bọn ta có 4 người, mày chỉ còn có 1 người thôi. Mày cũng không ra, mày cũng chết thôi, ra đây đi. Đâu ta? 3 cái cây thôi, 3 cây thôi, 1 người thôi nha. Ở đây có 3 cây, 1 người. Ở kìa, chứ mặt kìa. Đâu. Bây giờ quay đây coi, nó bị kẹt ở đây nè. Đâu kìa đâu. Ủa sao đứng trên này hay vậy? Đâu? What are you doing? Ok, rồi, đây cuối cùng win. Ok bạn ơi, thì vừa rồi bọn mình vừa mới đi tham quan cái khu công viên rồi. Ở trong Mini World, và mình mới phát hiện ở trên cái nhóm cộng đồng của Mini World Royal. Nên mình phải đăng cho bạn và mình phải đi trải nghiệm ngay để xem cảm giác ở công viên lướt ván như nào, thì thực sự khá là tuyệt vời anh em ạ. Và ok, nếu như bạn thích video nhớ cho mình một like này, một subscribe. Và nếu như bạn phát hiện ra một cái điều gì đó mới mẻ hơn, thú vị hơn trong Mini World thì đừng ngại chia sẻ với comment cho mình biết nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Đủ 10.000 like, mình sẽ làm một clip highlight đỉnh cao giết tầm khoảng 15 đến 20 mạng cho một game nha. Bye bye.